Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Tổng thống Biden công kích ông Trump trong Đại hội Đảng Dân Chủ. Kiểm soát hai hành lang chiến lược là điều kiện đàm phán của Israel. Israel không kích phá hủy kho đạn Hezbollah, Mỹ câu giờ xung đột ở Gaza. Nga tuyên bố không thể có đàm phán sau khi Ukraine tấn công vào cướp. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một tháng sau khi có quyết định mang tính lịch sử là rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu quan trọng trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ DNC ở Chicago, bang Illinois Nhìn lại nhiệm kỳ Tổng thống duy nhất của mình, ông Joe Biden nhắc nhở người dân Mỹ nhớ việc ông bắt đầu lên nắm quyền chỉ hai tuần sau vụ những người biểu tình quá khích ủng hộ ông Trump, gây bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Mỹ trên đồ Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi đất nước vẫn đang trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm nhấn mạnh, «Tôi khi đó và bây giờ luôn tin sự tiến bộ đã và đang có thể xảy ra. Công lý có thể đạt được và những ngày tươi đẹp nhất của chúng ta không phải đã qua», Chúng ta đang tiến về phía trước. Với một trái tim biết ơn, tôi đứng trước các bạn vào đêm tháng 8 này để tuyên bố rằng nền dân chủ đã chiến thắng, đang được thực thi và hiện cần phải được bảo vệ. Ông Biden cũng mô tả việc chọn bà Harris làm phó tổng thống trong chính quyền của mình là quyết định tốt nhất mà tôi đã đưa ra trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Lãnh đạo nhà Trắng cũng chỉ ra sự tương phản rõ nét giữa bà Harris và ông Trump. Ông nói, tình trạng phạm tội sẽ tiếp tục giảm khi chúng ta bầu một công tố viên vào phòng bầu dục. Thay vì một người đã bị kết tội hình sự, ông Trump gần đây bị kết tội với 34 trọng tội. Còn bà Harris, từng là tổng trưởng lý của bang California. Tổng thống Joe Biden nói về quyết định rút lui của mình: "Tôi yêu công việc này, nhưng tôi yêu đất nước hơn." Theo báo The Guardian, "Ông cảm ơn những cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ trong sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm qua của ông." Tổng thống Joe Biden cũng nhắc lại những thành tựu đạt được trong 4 năm ở Nhà Trắng, với những đạo luật quan trọng được ông ký ban hành như luật phát triển cơ sở hạ tầng và đạo luật cắt giảm lạm phát cũng phát biểu trong ngày đầu tiên. Bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ và là ứng cử viên tổng thống năm 2016, đã dành nhiều lời khen ngợi cho việc đề cử bà Harris. Ở Mỹ, bạn có thể thỏa sức phát triển miễn là làm việc chăm chỉ và có tài năng. Bất ngờ số điện trong đêm 20 tháng 8, bà Harris nói lời cảm ơn ông Biden. Ông Joe cảm ơn về sự nghiệp lãnh đạo lịch sử của ông, cảm ơn ông đã dành cả đời phụng sự đất nước. Dự kiến bà Harris sẽ chính thức phát biểu vào cuối tuần này để tiếp nhận đề cử của Đảng dân chủ. Nhóm Hezbollah tại Liban mới đây tuyên bố đã phóng một loạt rocket vào các vị trí của quân đội Israel ở cao nguyên Golan nhằm đáp trả những cuộc tấn công của Israel vào miền đông Liban trước đó. Theo một nguồn tin thân cận với Hezbollah, các thành viên của tổ chức này đã phóng loạt tên lửa dữ dội vào hai vị trí của quân đội Israel ở cao nguyên Golan để đáp trả cuộc tấn công của Israel vào thung lũng Bekaa được cho là nơi đặt các kho vũ khí của Hezbollah ở miền đông Liban. Trang Al Arabiya đã chia sẻ hình ảnh về một đám cháy lớn xảy ra gần thành phố Banbek của Liban. Có thể thấy một số quả cầu lửa từ đám cháy trên bay ra những khu vực xung quanh trong khi tiếng động cơ máy bay có thể nghe thấy rõ. Trong một tuyên bố, quân đội Israel xác nhận khoảng 55 rocket bắn từ phía lãnh thổ Liban. Quân đội đã đánh chặn một số rocket trong khi số còn lại rơi vào khoảng đất trống. Mặc dù không gây thương vong, một số rocket đã gây hỏa hoạn. Theo quân đội Israel, lực lượng này đã phá hủy một trong số những bệ phóng rocket. Trước đó, Israel không kích trúng kho vũ khí sâu bên trong khu vực phía đông Liban. Cuộc không kích diễn ra sau khi một binh sĩ tại miền Bắc Israel thiệt mạng do hỏa lực của Hezbollah kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công các căn cứ của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Đáp lại, quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích sâu vào lãnh thổ phía đông nam Liban, nhắm vào các vị trí của Hezbollah. Căng thẳng gia tăng hơn nữa sau khi Israel tấn công vào vùng ngoại ô phía nam Beirut vào cuối tháng 7 vừa qua, khiến một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hezbollah ở Liban thiệt mạng. Hezbollah tuyên bố phong trào này sẽ đáp trả cuộc đột kích của Israel tại thời điểm và địa điểm thích hợp. Các cuộc giao tranh giữa Hezbollah và Israel đến nay đã khiến hơn 580 người ở Liban thiệt mạng, chủ yếu là các thành viên nhóm Hezbollah và ít nhất 128 thường dân. Quân đội Israel cũng cho biết 23 binh sĩ cùng với 26 người dân thường ở nước này đã thiệt mạng. Theo hãng tin AP, các quan chức biết rõ các cuộc đàm phán cho biết Israel muốn duy trì sự hiện diện quân sự tại một vùng đệm hẹp dọc biên giới Gaza Ai Cập mà nước này gọi là hành lang Philadelphia và một hành lang khác có tên Nezarim. Không rõ liệu việc Israel kiểm soát các hành lang này có nằm trong đề xuất do Mỹ hậu thuẫn hay không. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Hamas chấp nhận nó để phá vỡ sự bế tắc trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, Israel đã đồng ý với đề xuất này mà không nêu rõ các điều kiện. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cần phải kiểm soát khu vực biên giới Ai Cập để ngăn chặn Hamas bổ sung kho vũ khí của mình thông qua các đường hầm và Israel cần một cơ chế để ngăn chặn lực lượng này quay trở lại miền Bắc. Trong khi đó, Hamas nói rằng bất kỳ sự hiện diện lâu dài nào của Israel ở Gaza sẽ dẫn tới sự chiếm đóng quân sự. Ai Cập, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải chính trong các cuộc đàm phán cũng kiên quyết phản đối sự hiện diện của Israel ở phía bên kia biên giới với Gaza. Israel cho biết Hamas đã sử dụng một mạng lưới đường hầm rộng lớn bên dưới biên giới để vận chuyển vũ khí. Quân đội Israel cho biết họ đã tìm thấy và phá hủy hàng chục đường hầm kể từ khi chiếm hành lang này vào tháng 5. Ai Cập bác bỏ những cáo buộc đó, nói rằng họ đã phá hủy hàng trăm đường hầm ở phía biên giới nhiều năm trước và thiết lập vùng đệm quân sự của riêng mình để ngăn chặn nạn buôn lậu hành lang Nezarim dài khoảng 6 km chạy từ biên giới Israel đến bờ biển phía nam thành phố Gaza, cắt đứt khu vực đô thị lớn nhất lãnh thổ và phần miền Bắc còn lại. Trong các cuộc đàm phán, Hamas ra yêu cầu hàng trăm nghìn người Palestine chạy trốn khỏi miền Bắc, được phép trở về nhà của họ. Israel đã đồng ý cho họ trở về, nhưng muốn đảm bảo rằng họ không được trang bị vũ khí. Việc Israel kiểm soát một trong hai hành lang đồng nghĩa với việc đường bị phong tỏa, hàng rào, tháp canh và các cơ sở quân sự khác được dựng lên. Các trạm kiểm soát là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất về sự cai trị quân sự không giới hạn của Israel đối với bờ Tây và trên Gaza trước khi rút quân năm 2005. Israel nói rằng những trạm kiểm soát như vậy là cần thiết để đảm bảo an ninh, nhưng người Palestine coi chúng là hoạt động xâm phạm đời sống hàng ngày. Nhiều người Palestine coi đây là khúc dạo đầu trong một cuộc chiếm đóng quân sự lâu dài và sự trở lại của các khu định cư do Thái. Về phía Ai Cập, nước này cho biết các hoạt động của Israel dọc biên giới đe dọa hiệp ước hòa bình mang tính bước ngoặt năm 1979 giữa hai nước. Họ đã từ chối mở cửa khẩu Rafah cho đến khi Israel trả lại phía Gaza cho người Palestine kiểm soát. Nguồn tin an ninh Liban trả lời phỏng vấn trang Al Arabiya nói rằng nhiều kho đạn của Hezbollah nằm ở các khu vực Tamnin, Al Tahata, Al Safri và Sarain thuộc thung lũng Bekaa đã hứng chịu 3 đợt không kích của IDF trong đêm. Al-Arabiya sau đó trên mạng xã hội X đã chia sẻ hình ảnh về một đám cháy lớn xảy ra gần thành phố Banbek của Liban. Có thể thấy một số quả cầu lửa từ đám cháy trên bay ra những khu vực xung quanh, trong khi tiếng động cơ máy bay có thể nghe thấy rõ. Lực lượng phòng vệ Israel-IDF trong thông cáo đưa ra sau đó xác nhận các tiêm kích của họ đã không kích một số kho đạn nằm sâu trong thùng lũng BK. Sau các đòn không kích, nhiều vụ nổ thứ cấp xảy ra ở đó đã chứng tỏ sự hiện diện của nhiều loại vũ khí đặt bên trong những nhà kho bị tấn công. Trong khi đó, đài Al Jazeera dẫn phát ngôn của đại diện lực lượng Hamas tại Liban, ông Osama Hamdan, rằng nhóm vũ trang này đã đồng ý với đề xuất thỏa thuận ngừng bắn mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất hồi tháng 7. Tuy nhiên, ông Hamdan cáo buộc phía Mỹ đang câu giờ để chính quyền Israel tiếp tục cuộc tấn công của họ ở giải Gaza. Ông nói rằng chính quyền Mỹ đã không thể thuyết phục ông Netanyahu và chính phía Israel đã không rút lại cam kết đối với những vấn đề được ông Biden đề xuất. Ông Hamdan cho biết Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã đưa ra đề xuất mới và ông Netanyahu đã chấp nhận kế hoạch này. Song phía Hamas kiên quyết chỉ đồng ý thực hiện các đề xuất trước đó. Ông Basem Naim, một lãnh đạo chính trị cấp cao của Hamas, nhắc lại rằng Hamas đã đồng ý với đề xuất và thỏa thuận ngừng bắn theo ba giai đoạn. Các yêu cầu đó bao gồm Israel không rút quân khỏi cửa khẩu Rafah, hành lang Philadelphia và tuyến đường quan trọng Nesjarim, kiểm soát dòng hồi hương người Palestine về giải Gaza, một số yêu cầu mà Hamas mô tả là sẽ vô hiệu hóa thỏa thuận trao đổi tù nhân gắn việc cứu trợ nhân đạo với các điều kiện trên. Theo ông Naim, Israel đòi hỏi Hamas thực hiện các điều kiện của giai đoạn 2 trước khi tiếp tục đàm phán về việc rút quân khỏi Gaza. Ông cáo buộc Israel trong quá trình đàm phán vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công ở Gaza đồng thời đưa ra những yêu cầu của riêng Tel Aviv. Bị cô lập và chịu hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế trong nhiều năm qua, Iran tìm cách gây ảnh hưởng ở Trung Đông bằng cách hậu thuẫn về tài chính và vũ khí cho một liên minh dân quân có cùng quan điểm chống phương Tây, được Tehran gọi là trục kháng chiến. Trục kháng chiến bao gồm nhiều lực lượng thường xuyên được điểm tên trên mặt báo thời gian qua, như lực lượng Hezbollah ở Liban, phiến quân Houthi ở Yemen, phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza. Trên danh nghĩa, các đội quân ủy nhiệm này không thuộc Iran. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự đều đánh giá họ trung thành với Iran, sẵn sàng ứng cứu Tehran nếu nước này bị tấn công. Hiện nay, trước những biến động mới ở khu vực, những vết dạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trong chiến lược này. Iran cân nhắc cách phản ứng với Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Họ cần tìm ra cách tấn công vừa đủ để đảm bảo khả năng gian đe mà không gây ra hành động trả đũa nhằm vào lãnh thổ của mình, cũng như đảm bảo hài hòa lợi ích của các nhóm dân quân trong trục kháng chiến. Khi Trung Đông đứng trước nguy cơ chiến tranh tổng lực quy mô lớn nổ ra giữa Israel và Iran, những nhóm này có phản ứng và lợi ích khác nhau. Hezbollah tuyên bố sẵn sàng mở mặt trận thứ hai với Israel, nhưng họ cũng là nhóm có thể hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất nếu Tel Aviv đưa quân vào Liban. Trong khi đó, các lực lượng dân quân được chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad hậu thuẫn đã nói rõ với Iran rằng họ không muốn bị lôi kéo vào một cuộc xung đột khác sau nhiều năm đương đầu với nội chiến ở nước này, theo nguồn tin giấu tên từ chính phủ Syria và quan chức an ninh châu Âu. Nhưng lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq và nhóm Houthi ở Yemen dường như muốn có một cách tiếp cận quyết liệt hơn, không chỉ đối với Israel mà còn với lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực cũng như các lợi ích khác của phương Tây. Theo các thành viên hầu giấu tên, lực lượng này muốn tiến hành những cuộc tấn công lớn vào tàu chiến Mỹ và cảng Israel, không chỉ để trả thù cho vụ sát hại ông Haniyeh, mà còn nhằm đáp trả cuộc tập kích của Israel vào một cảng quan trọng tại Yemen hồi tháng trước. Osama Anrani, giám đốc trung tâm nghiên cứu chiến lược Sana Yemen cho biết, Houthi rất liều lĩnh và tham vọng. Họ được khích lệ bởi thực tế là họ kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ của mình và tọa lạc tại một vị trí chiến lược có thể gây tổn hại đến thương mại toàn cầu bằng các hành động thù địch. Giới quan sát nhấn mạnh, tìm ra phản ứng đúng đắn đối với vụ hạ sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh là điều đặc biệt quan trọng đối với Iran song câu trả lời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định không thể có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Ukraine sau cuộc tấn công của Kiev vào vùng Kurs. Theo đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn với chương trình Moscow Kremlin Putin trên kênh truyền hình Russia One, Tổng thống Putin đã nói rất rõ ràng rằng sau các cuộc tấn công hoặc thậm chí là xâm nhập vào khu vực cấm, bất kỳ cuộc đàm phán nào đều không thể diễn ra. Ông Lavrov cũng bác bỏ thông tin về các cuộc tiếp xúc trước khi diễn ra các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Nga và Ukraine do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Ông khẳng định đây chỉ là tin đồn. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, thời gian gần đây có những tin đồn lan truyền rằng đã có một số cuộc tiếp xúc bí mật để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình do Qatar làm trung gian, hoặc nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta đang có kế hoạch trở thành trung gian trong lĩnh vực an ninh lương thực nhưng đặt trong bối cảnh đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đen, cần hiểu mục tiêu thực sự của những kế hoạch như vậy. Theo ngoại trưởng Lavrov, toàn bộ quá trình trong khuôn khổ hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ là không thể chấp nhận được đối với Nga vì sự kiện này nhằm thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như một tối hậu thư. Ông Lavrov nhấn mạnh tiến trình ở Bergenstock không thể chấp nhận được đối với chúng tôi vì mục tiêu duy nhất là thúc đẩy tối hậu thư dưới danh nghĩa công thức Zelensky. Hội nghị đầu tiên về Ukraine được tổ chức vào giữa tháng 6 tại stock Thụy Sĩ theo yêu cầu của Kiev, Nga không được mời tham dự hội nghị. Phái đoàn của hầu hết các nước thành viên Liên hợp quốc cũng vắng mặt. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Maria Zakharova nói rằng hội nghị hoàn toàn thất bại và những sự kiện như vậy không thể là cơ sở cho hòa bình lâu dài. Cuối năm 2022, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này, có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường xung đột cho Kiev. Đến tháng 6 năm nay, Moscow tiếp tục đưa ra ý tưởng hòa đàm. Thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng hòa đàm ngay lập tức nếu Ukraine rút quân khỏi bốn khu vực và cam kết trung lập. Tuy nhiên, phía Kiev đáp lại đề nghị này của Moscow bằng cách mở một cuộc đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng nga vừa công bố một đoạn video quay cảnh các lực lượng Moscow không kích một sở chỉ huy Ukraine ở vùng biên giới Sumy. Một máy bay phản lực đa năng siêu thanh Su-34 đã thả bom lượng tấn công mục tiêu được Bộ Quốc phòng nga xác định là cơ sở do lữ đoàn cơ giới số 47 thuộc lực lượng mặt đất Ukraine vận hành. Phía nga thông báo rằng vụ không kích bằng bom thông minh trên đã làm nhiều binh sĩ đối phương thiệt mạng. Cảnh quay trên không bằng UAV cho thấy vụ tấn công xảy ra khi trời vẫn còn tối ở thành phố Glukhov, cách biên giới Nga khoảng 15 km. Một vụ nổ lớn bùng phát sau vụ tấn công và có một vụ nổ thứ cấp khác xuất hiện ngay sau đó. Quân đội Nga tuyên bố địa điểm này được Lữ đoàn Cơ giới số 47 sử dụng làm sở chỉ huy và kho đạn dược. Thông báo cho hay các binh sĩ Ukraine, bao gồm cả sĩ quan ở vị trí lãnh đạo, đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Nga không nêu cụ thể số lượng thương vong của quân đội Ukraine, nhưng một số kênh truyền thông dẫn nguồn tin nói rằng có thể có 90 binh sĩ thiệt mạng, trong đó có 30 người có cấp bậc chỉ huy cao hơn binh sĩ chính quy. Trong khi đó, tại Pokrovsk, giới chức Ukraine yêu cầu các gia đình có trẻ em sơ tán bắt buộc khỏi khu vực này khi lực lượng Nga ngày càng áp sát thành phố trọng yếu ở tỉnh Donetsk. Các quan chức Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tiến quân nhanh về phía thành phố Pokrovsk, nhiều người dân tại đô thị này cũng như các thị trấn và làng mạc lân cận đã rời đi nhưng còn khoảng 53.000 người ở lại. Ông Sergei Dobryak, lãnh đạo cơ quan quân sự Pokrovsk, kêu gọi dân thường nên rời khỏi thành phố càng nhanh càng tốt. Theo ông, giới chức Ukraine có thể sơ tán ít nhất 1.000 người mỗi ngày, song hiện chỉ có 500 đến 600 người rời đi nơi khác. Ông Vadim Filaskin, tỉnh trưởng Donetsk do Ukraine bổ nhiệm cho biết, việc sơ tán là cần thiết và không thể tránh khỏi. Ông cho biết giới chức địa phương đang tiến hành sơ tán bắt buộc gia đình có trẻ em khỏi thành phố Pokrovsk. Minograd, thành phố cách Pokrovsk, khoảng 5 km về phía đông bắc, bị pháo binh Nga bắn phá trong 3 ngày qua, quyền lãnh đạo cơ quan quân sự địa phương Yuri Chetiak cho biết. Ông Chetiak nói giao tranh diễn ra cách Minograd chưa đầy 6 km, nhận định nếu Pokrovsk vẫn còn 2 tuần thì nơi này chỉ còn vài ngày nữa. Tỉnh trưởng Filaskin cũng đã nói, Giới chức địa phương đã siết chặt lệnh giới nghiêm tại các khu dân cư gần Pokrovsk. Theo tờ The New York Times, trong những cuộc chiến xảy ra trên những đồng bằng ở Nga và Ukraine, chiến thuật tìm cách bao vây, cô lập đối phương là trọng tâm của lực lượng hai nước. Việc bị bao vây hoặc bị kẹt ở bờ sông là kết cục mà binh lính rất lo sợ. Năm 2022, tại chiến trường Ukraine, lực lượng Nga đã bị bao vây trong một cuộc vượt sông không thành công tại làng Bilohorovka, tỉnh Lugansk khiến hàng trăm lính thiệt mạng. Hiện tại, giới chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine đã áp dụng chiến thuật này khi đánh những cây cầu ở tỉnh Kursk. Việc những cây cầu bị phá hủy có nghĩa là quân Nga sẽ phải vật lộn để đưa nguồn cung cấp và quân tiếp viện vào một khu vực rộng khoảng 700 km vuông, cũng như chặn đứng các con đường rút lui của quân Nga khiến quân Nga bị cô lập. Ông Mikola Bielieskov, nhà phân tích quân sự của một nhóm phi chính phủ Ukraine, hỗ trợ quân đội cho rằng quân Nga có thể bị buộc phải rút khỏi khu vực nếu họ có nguy cơ bị cắt nguồn tiếp tế hoặc con đường rút lui bị chặn. Tuy nhiên, các nhà phân tích và quan chức phương Tây cho rằng còn quá sớm để biết liệu Ukraine có thành công về mặt chiến lược hay không. Trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang nhắm đến việc tạo ra một vùng đệm ở Kursk. Ông Emin Kastehemi, một nhà phân tích quân sự của một nhóm tình báo nguồn mở, có trụ sở tại Phần Lan cho rằng Ukraine có khả năng đang tìm kiếm các hướng tiềm năng mà lực lượng Kiev có thể tiếp tục tấn công ở Kursk. Nếu quân Ukraine tiến tới bờ sông, lực lượng này có được lợi thế khi có được một rào cản tự nhiên ngăn chặn các cuộc phản công của Nga. Ông Vasin Pavlov, một nhà sử học quân sự cho rằng, có thể thấy trong chiến dịch ở tỉnh Kursk này, Ukraine đã dùng chiến lược sử dụng các con sông để bảo vệ lực lượng. Theo phân tích của ông Pavlov, tại tỉnh Kursk, lực lượng Ukraine đã tiến dọc theo hai con sông, Seim và Persei, và đều dùng những con đường thủy này làm rào cản tự nhiên tránh bị quân Nga tấn công. Trước đó, ukraine thông báo tấn công hai cây cầu, một cây cầu bắc qua sông Sim ở quận Gluszkoki và một cây cầu bắc qua sông Sim ở làng Sivanoye. Sau đó tiếp tục tấn công cây cầu thứ ba bắc qua sông Sim ở làng Karis. Ông Alex Koucharov, một nhà phân tích rủi ro của S&P Global Market Intelligence cho biết, việc phá hủy các cây cầu khiến lực lượng Nga chỉ còn một cây cầu phao tạm thời để tiếp tế cho các đơn vị của họ. Ông cũng cho biết cây cầu phao nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine, khiến những người lính Nga gặp nguy hiểm khi băng qua cầu. Ông Pavlov cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk được định hướng theo các đặc điểm địa lý trong khu vực, khi mỗi con sông sẽ bảo vệ, che chở một phía cho các nhóm tấn công Ukraine. Trong cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk, điểm đáng chú ý là các video về máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất bắn hạ trực thăng quân sự của Nga giữa không trung. Không có gì ngạc nhiên khi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV, có mặt trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Ukraine. FPV là loại UAV được điều khiển bằng tay cầm, với bộ thiết bị thu phát hình ảnh gắn trên đầu người điều khiển, giúp họ có góc nhìn chân thực, giống như đang ngồi trong buồng lái máy bay. Chúng được chế tạo từ các linh kiện giá rẻ và có thể lắp ráp ngay trên chiến trường. Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, lực lượng Nga và Ukraine thường xuyên sử dụng UAV FPV để trinh sát và tấn công mục tiêu đối phương. Những chiếc UAV FPV thường được treo lựu đạn hoặc đầu nổ lõng xuyên giáp, HEAT, hoán cải của súng chống tăng RPG-7 với sức công phá vừa phải. Nhưng theo tờ Kiev Post, điểm khác biệt lần này khi Ukraine sử dụng là mục tiêu của máy bay không người lái FPV hướng đến. Vào ngày thứ hai của chiến dịch, một đoạn video cho thấy một máy bay không người lái FPV của Ukraine mang theo chất nổ đuổi theo, rồi lao vào một chiếc trực thăng tấn công Mi-28 của Nga giữa không trung ở đâu đó trên bầu trời Kursk. Hai ngày sau, một máy bay không người lái FPV thứ hai của Ukraine cũng tấn công tương tự với một trực thăng vận tải Mi-8 của Nga khi bay qua khu vực này. Vài tuần trước chiến dịch tại vùng Kursk, một máy bay không người lái FPV đã tấn công và phá hủy trực thăng cứu thương Mi-8 của Moscow khi đang cất cánh ở miền đông Ukraine. Cho đến nay, FPV đã đạt được thành công to lớn trên chiến trường, không chỉ rẻ hơn mà còn chính xác hơn hầu hết các vũ khí pháo binh vì FPV có thể được dẫn đường trực tiếp đến mục tiêu. Một quan chức NATO đã nói với tạp chí Foreign Policy vào tháng 4 rằng hơn 2,3 số xe tăng của Nga bị Ukraine phá hủy trong những tháng trước đó là do SPV. Ukraine cũng đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ không quân của Nga bằng UAV như một phần của chiến dịch rộng rãi nhằm phá vỡ nguồn cung cấp quân sự của Nga và cản trở lực lượng không quân Nga. Sản xuất máy bay không người lái tiếp tục tăng mạnh ở Ukraine mặc dù số lượng hệ thống phòng thủ được sử dụng để chống lại công nghệ này ngày càng tăng. Forbes đưa tin... Hiện có hơn 200 công ty UAV tại Ukraina sản xuất khoảng 50.000 chiếc FPV mỗi tháng tính đến tháng 12 năm 2023.